Rồi, mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép một cái bo vào cái thân cây mai phôi như thế này. Thì cái cây này cũng là cái cây hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn vào chậu. Thì cũng có cái kết quả rồi, là nó bắt đầu nhú mầm rồi. Thì lúc này các bạn đã có thể ghép được. Và bây giờ mình ghép thì mình sẽ có những cái lưu ý gì. Cái lưu ý thứ nhất á, là mình sẽ giảm nước ha, để cho cái chậu nó tương đối nó khô ráo. Để tại vì á, bây giờ cái cây của mình nó đã ra mầm, nó bắt đầu phát triển rồi. Thì nếu mà các bạn á, cắt bỏ cái mầm đi, các bạn ghép cái bo vô, nó sẽ đứng cái cây lại. Các bạn tưới nước nhiều quá, nó sẽ không có giải thoát được cái nước đó đi. Thì nó dễ gây úng rễ ha. Nó úng rễ thì nó sẽ không dính được cái bo. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn, nếu mà các bạn có một cái cây mình đang có tàn xum xuê, thì các bạn cắt cái tàn để đưa về như cây phôi như vậy để mà mình ghép á, thì mình sẽ không tưới phân tưới thuốc trong vòng 5 đến 10 ngày. Kể cả cái cây của mình lấy bo cũng vậy nha các bạn nha. Cái cây mà giống của mình á, mình cắt bo thì mình cũng sẽ ngưng phân thuốc trong vòng khoảng 5 đến 10 ngày. Bình thường mình sẽ ngưng khoảng 7 ngày. Thì nó cái hiệu quả nó sẽ cao hơn là so với cái việc mà mình tưới thuốc. Ngưng kể cả chất kích rễ N3M gì cũng ngưng luôn nha các bạn nha. Rồi một cái lưu ý nữa là nếu mà cái gốc phôi này nó to quá thì các bạn nên là đợi nó ra một cái tược nó to khoảng cái đầu đũa thì mình ghép vô á, nó sẽ là nhanh liền tốt hơn so với là các bạn ghép trực tiếp vô cái thân. Thì do cái cây phôi này của mình á, cái mặt cắt á, nó cũng tương đối nhỏ nên mình sẽ ghép trực tiếp vô ngay chỗ cái mặt cắt luôn, vô cái gốc mẹ luôn. Thì nó cũng sẽ nhanh liền tốt thôi. Rồi một cái vấn đề nữa là khi mà nếu mà cái cây của bạn á, nó đang có tàn như vậy, các bạn cắt về á, thì các bạn không nên cắt khi mà nó đang ra đọt ha. Khi mà nó đang ra đọt non quá nhiều thì tức là nó đang phát triển, các bạn cắt nó thì nó sẽ bị sốc, nó sẽ có nguy cơ là nó suy luôn cây. Và khi mà các bạn cắt như vậy á, thì mình nên cắt ở cái thời điểm là cây mai nó đứng đọt, các bạn nó già lá và cái đọt nó tạm thời nó ngưng phát triển. Thì những cái đợt phát triển đọt á, nó sẽ có những cái đợt nó đứng lá lại các bạn. Thì giống như là cái lúc mình cắt bo thì mình cũng sẽ đợi nó đứng lá lại và nó sẽ cho ra cái bo bánh tẻ để mà... Rồi đây là cái cây phôi hôm trước của mình đây ha. Đây, nó bắt đầu nó ra đọt đây. Thì chút xíu nữa mình sẽ phải cắt hết những cái đọt đó ha, để nó không cạnh tranh dinh dưỡng với lại cái bo ghép ha. Đó. Rồi, một số cây á, thì có một số anh em á, trồng vô khoảng chừng 10 đến 20 ngày, nó kéo cái quần nhựa ở trên. Đó, nó kéo cái quần nhựa ở trên như vậy là bắt đầu nó chạy nhựa rồi, là anh em cũng có thể ghép được. Nhưng mà mình chắc ăn thì nuôi cho nó hơi khỏe khỏe như vậy là mình ghép nó chắc ăn hơn. Rồi tiếp theo mình sẽ đi chòi ghép hay là cái bo ghép. Thì các bạn lựa cái nhánh bánh tẻ. Nhánh bánh tẻ là nhánh sao? Đây, nó có cái độ già nhưng mà nó không già quá và nó cũng không non quá. Tức là nó đã rám rám lại. Nó rám lại, nó màu hơi nâu nâu đây các bạn. Nhưng mà các bạn cảm giác được là nó không có xám quá, nó không có xám xịt lại như cái thân chính ha. Rồi, một cái nữa là những cái bo này nè, thì rất là tuyệt vời để ghép nè. Đây, mỗi mắt nó ra một cái chồi lá như vậy, thì cái chồi như vậy nó có sẵn, nó sẽ tiếp tục phát triển tiếp ha. Rồi, các bạn nhớ lưu ý là mình lựa cái bo khỏe, bo nó tương đối mập mạp ha. Và mình cũng phải ngưng phân thuốc như nãy mình nói, ngưng phân thuốc trong vòng khoảng 5 đến 10 ngày, là trung bình nó tầm vào khoảng 7 ngày ha. Rồi, cái giống của mình ghép thì dĩ nhiên là mình chọn lựa cho cái hoa nó đẹp. Thì để mình ghép vào cái cây mẹ, nó sẽ cho ra cái hoa tiếp tục, y như là cái cây, cái bo ghép. Rồi, của mình các bạn ơi, sau khi mình cắt cái nhánh bo á, thì mình sẽ cắt lại cái lá ha. Mình chỉ chừa lại một chút xíu xíu ở dưới cái chân lá thôi. Tại sao như vậy? Tại vì mình để nguyên cái lá thì cái lá nó sẽ tiếp tục, nó làm nhiệm vụ của mình là nó thoát hơi nước. Thì như vậy nó sẽ rút hết hơi nước của cái bo ghép. Cái nhánh ghép mình nó sẽ khô đi và nó hư cái nhánh ha.
Rồi như cái bo của mình chọn á là gọi là ghép mắt thức ha, tức là ở mỗi cái nách lá nó đã ra một cái chồi. Cái chồi đó nó ghép vô nó sẽ tiếp tục phát triển ra cái nhánh mới ha. Thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà ở cái vị trí nách lá mình nó chưa có cái chồi ra như vậy sẽ gọi là mắt ngủ ha. Tại vì nó chưa có cái chồi nó còn ngủ. Và khi mà nó mình ghép á thì cái nó sẽ lâu ra hơn là cái mắt thức như vậy. Rồi sau khi mình cắt hết lá mình sẽ được như vậy. Thì các bạn chọn một cái nhánh ghép á thì các bạn nên chọn khoảng là hai lóng ha, hai cái mắt lá. Rồi đây các bạn. Thì đây mình chọn là khoảng hai mắt lá ha. Ở đây là hai mắt lá là một một được một cái nhánh ghép nè. Đây hai mắt lá nè. Thì tại sao là mình nên chọn vậy? Tại vì chọn như vậy á các bạn sẽ có cái độ dài của cái nhánh cái chồi á mình dễ thao tác hơn. Còn như ở đây á cái mắt lá nó dài rồi thì mình sẽ chỉ chọn một mắt thôi. Mình chọn một mắt thôi là nó đủ để thao tác rồi. Và như vậy nó sẽ tiết kiệm hơn là cái giống hơn là mình chọn hai mắt. Rồi, ở đây thì để an toàn mình sẽ ghép là mỗi cái nhánh nó sẽ là hai hai chồi để mà nếu mà có chồi này rớt thì sẽ còn được một cái chồi khác ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ghép. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Thì để ghép mình sẽ sử dụng con dao này. Đây là con dao rọc cáp ha. Các bạn có thể sử dụng dao rọc giấy thì nó sẽ cũng được ha. Cái lưỡi nó bén. Rồi ở đây mình sẽ cắt hết. Mình bắt đầu mình cắt hết những cái chồi mà nó mọc ra đi. Tại vì nếu mà mình cho nó tiếp tục phát triển nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với lại cái bo ghép của mình nó sẽ lâu lên. Nó cạnh tranh dinh dưỡng thì cái bo ghép của mình có thể lâu lên hoặc là nó không lên luôn do nó bị những cái chồi này nó hút hết dinh dưỡng rồi. Rồi cái nữa là mình sẽ gọt lại cái mặt cắt ha, để mà khi cái bo ghép của mình á nó ghép vô thì cái nhựa nó liền ra nó sẽ liền luôn với cái bo. Thì như vậy thì cái mặt cắt của mình nó nhanh liền hơn. Rồi các bạn có thể gọt cũng được không gọt cũng được ha. Thì không gọt nó sẽ hơi lâu hơn chút thôi, còn gọt thì nó sẽ ok hơn. Các bạn nên lưu ý là cái dao ghép của mình phải thật là bén ha. Tại vì mình ghép mà nó bị dập á, nó sẽ khó phát triển lắm các bạn. Rồi, bây giờ mình ghép cái đỉnh trước ha. Cái đỉnh. Thì mình sẽ cắt một bo. Cẩn thận không là nó đi luôn cái mấy cái ở dưới. Rồi. Đây. Các bạn sẽ cho mình hai đường. Hai đường cái khoảng cách của hai đường đó là nó tầm vào khoảng 3 4 ly, 3 4 mm như cái chồi của mình vậy ha. Ở cái vị trí mình muốn ghép thì mình sẽ rọc xuống hai đường. Các bạn rọc sâu xuống tầm khoảng 2 phân á để mà khi mình tách ra da ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Rọc xuống hai đường như vậy ha. Rồi. Sau khi rọc xuống hai đường như vậy mình sẽ dùng con dao mình tách nhẹ cái da cây ra. Các bạn lưu ý là cẩn thận, mình tách từ từ từng bên một. Để vừa bật được cái da cây ra thôi, chứ không thôi là nó sẽ tróc luôn cái da ha. Đây. Rồi mình tách nhẹ ra vậy. Đây các bạn thấy nó hở. Rồi. Đây các bạn tách nhẹ nó ra, nó hở ra như vậy. Thì bắt đầu mình sẽ vót cái bo ghép ha. Đây. Cái bo ghép của mình á thì các bạn lưu ý nè. Cái nhánh nè. Nhánh này nó nằm ở ngoài thì tức là cái chồi nó sẽ tiếp tục nó phát triển nó mọc lên ở ngoài. Và bây giờ mình muốn
cái chồi này nó mọc từ đây nó mọc ra, đúng không? Cái đây từ đây nó mọc ra thì dĩ nhiên cái lá nó phải nằm ra phía ngoài nè. Thì cái phần phía trong á, các bạn vác nó vài dài hơn một chút cho mình. À, cái độ dài của cái phần vác của nó rơi vào khoảng là 1 cm nha các bạn. Không cần chính xác lắm đâu, thì nó tầm tầm như vậy được. Và ở mặt phía ngoài thì nó sẽ hơi ngắn hơn. Đây. Đây. Ở cái phần mà quay vô trong cái thân thì nó sẽ dài hơn ha. Ở ngoài thì ngắn hơn. Và các bạn lưu ý là các bạn khi vác á, mình sẽ vác một lần một, không có bào nha. Nếu mà lỡ có vác hụt, mình lùi xích lên một chút, mình vác lại và chỉ một nhát một thôi. Nếu mà các bạn mà vác mà bị trầy trầy nó sẽ không dính ha. Rồi tách nhẹ cái da cây ra, mình giữ cái con dao ha. Mình dùng cái mũi dao này mình tách nhẹ cái da cây ra và mình nhét vô. Rồi. Rồi mình tiếp tục với một cái bo khác nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý nè, sau khi mà vác cái bo rồi á, mình không được làm rơi cái bo ha. Khi mà các bạn làm rơi cái bo xuống đất á, nó sẽ dính dơ. Khi dính dơ thì nó sẽ không dính nha các bạn. Nên cái bề mặt của cái bo ghép và cái da của mình tách trên cây nè, nó phải sạch sẽ. Nếu mà các bạn có lỡ làm rớt xuống thì thôi bỏ cái khác, hoặc là mình vác lại ha, một cái rồi mình mới ghép vô. Rồi một vị trí cần thiết mình sẽ hai bo cho chắc ăn ha. Rồi sau khi tách da và nhét cái bo vô, mình sẽ quấn băng keo lại ha. Cái băng ghép cây này chỉ có tác dụng là nó cố định cái bo ghép và nó giữ cho nước không có thấm vào. Các bạn nếu mà các bạn để nước thấm vào thì nó sẽ hư cái bo ghép ha. Nên là nếu mà mình không có cái băng này, mình có thể sử dụng băng keo dán quấn dây điện á các bạn. Hoặc là cái băng keo non quấn ống nước để mà mình thay thế cho cái này. Rồi. Rồi mình quấn chặt lại ha. Rồi khi mà vác á, các bạn lưu ý là mình cầm ở trên. Mình cầm ở trên cái lá hoặc là cái đầu bo như vậy. Không có cầm vô cái chỗ mà mình vác nha các bạn. Mình cầm vô cái chỗ mà mình vác á, nó sẽ bị dính dơ ha. Nó sẽ không dính ha. Các bạn lưu ý cho mình. Rồi do cái cây của mình cũng nhỏ ha, và để cho nó nhanh thì mình có làm một cái khung như vậy và mình trùm hết cái cây lại luôn. Các bạn có thể là trùm từng cái mặt cắt một ha, chứ không cần phải trùm hết như mình ha. Rồi các bạn nên chọn cái bịch ni lông nó trong suốt như vậy thì để làm gì, để mà khi các bạn trùm lại các bạn có thể quan sát được ha. Tại vì mình còn phải quan sát coi cái bo nó phát triển như thế nào để mà mình cắt bọc ra nữa các bạn. Rồi và đây là kết quả ha, mình nhớ cột kín cái chân bọc như vậy để cho nó không có thoát hơi nước ra. Và cái khung nó để làm cho cố định cái bọc ha, nó cái bọc nó không có dính vào trong cái bo và dính vào cái lá. Khi cái lá nó phát triển ra thì nó sẽ bị ẩm quá mức, nó rụng cái lá, nó hư cái lá đi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đưa nó vào trong mát ha, để mà theo dõi. Thì sau khoảng 7 đến 10 ngày nó sẽ đâm cái đọt ra ha. Mình sẽ sử dụng cái sân của mình. Sân của mình thì cái mái hiên bằng kính và có một cái lớp lưới lan ha. Nó sẽ thích hợp hơn là để ngoài trời. Nếu mà các bạn để ngoài trời nắng quá, nó khô cái bo nó hư luôn ha. Mình để vào trong mát, tốt nhất là trong hiên nhà ha.
Sau tầm khoảng 3 ngày thì bắt đầu các bạn quan sát thấy ở phía trong cái bọc của mình nó bắt đầu có hơi nước các bạn. Tức là cái bo nó đã vận chuyển nhựa lên và nó đẩy cái hơi nước ra ha. Cái da cây nó cũng đẩy một phần cái hơi nước ra. Rồi, tiếp tục mình sẽ theo dõi ha. Đây là ngày thứ 10 và cái bo của mình bắt đầu nó ra đọt đây các bạn. Đó. Bên này nữa nè. Đó. Ngày thứ 10 là cái bo của mình nó bắt đầu nó ra đọt nếu mà nó khỏe mạnh bình thường ha. Đây cái chòi ngọn nó cũng lên cái đọt này. Đó. Các bạn thấy những cái chòi kia nó có nhú cái mầm lên rồi thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta chờ thêm vài ngày nữa để cái này nó ra thêm vài cái lá ha. Mình mới bắt đầu cắt cái bọc để cho nó thoát hơi nước bớt. Rồi các bạn ơi, khi mà cái cây của mình ra được khoảng chừng 3 lá, 4 lá. Đây ha. Cái bo ghép á, nó bắt đầu nó ra được 3 4 lá thì bắt đầu mình rạch cái bọc ha. Thì mình rạch vào buổi chiều, nhưng mà do chiều tối á là mình quay nó không được rõ nên hồi tối mình rạch rồi, bây giờ mình quay mình hướng dẫn các bạn thôi. Ở đây mình rạch một đường này. Rạch một vết nhỏ nhỏ thôi các bạn, tầm 2 cm thôi. Đây ha. Đường vết nữa nè. Đó. Tầm 2 cm thôi. Thì bắt đầu bạn rạch buổi chiều hôm nay đi, thì chiều ngày mai các bạn rạch cái vết rộng ra một tí, hoặc là các bạn rạch thêm một vết khác nữa ha, để cho nó thoát bớt cái hơi ở trong bọc đi. Và tới ngày thứ ba thì các bạn tháo hẳn cái bọc ra, chứ để nó cái bo mà nó ra cái đò chòi nè, ra nó đụng cái bọc thì nó bị hư cái lá ha, do cái bọc nó ẩm quá các bạn. Nên mình lưu ý cái chỗ này ha. Nhớ là ra khoảng chừng 3 lá ha. Mình xem theo cái tốc độ phát triển của bo mà mình rạch bọc, chứ không phải mà cứ canh ngày ha. Nhiều khi 10 ngày mà nó chưa có ra được cái lá thì mình cũng không có rạch ha. Thì cái này hôm nay của mình đang ở đây là 14 ngày, 2 tuần rồi bắt đầu rạch bọc, khi mà nó bắt đầu đã ra lá ha. Đây nè. Cái lá dưới là nó cũng đụng cái bọc nè, nó bị héo đen đen nè. Đó, nên các bạn lưu ý để mà rạch cái bọc cho kịp, chứ không thôi nó bị hư thì nó uổng lắm. Thì đây là sau 3 ngày mà mình rạch bọc thì mình mở luôn cái bọc ra ha. Đây ha. Ở đây thì có hai cái bo mình ghép áp thân mà nó còn tươi, nó chưa có đâm ra thì mình bọc riêng nó lại. Nên là nếu mà các bạn mà bọc từng bo á thì mình sẽ chủ động hơn, là tức là bo nào nó đã ra lá thì mình tháo bọc bo đó trước ha. Còn mình làm biếng thì nên là giờ nó hơi xấu cái lá một chút. Tức là do là cái bo nó ra trước á. Nó ra cái lá nó đụng trúng cái bọc. Do cái hơi nước của cái bọc nó ẩm quá thì nó sẽ bị hư cái lá như vậy nè. Nhưng không sao hết các bạn để vài bữa nữa nó ra lá mới thì nó sẽ hết thôi. Còn ở như cái bo ở dưới này nè, đó. Cái bo dưới này thì nó không có bị đụng cái bọc ha. Nên là nó không có bị quéo quéo như ở trên. Đấy. Vậy thì hôm bữa mình ghép dính được mấy bo các bạn? Ở đây là mình ghép mỗi chỗ 2 bo ha. Là 2 4 6. Ở đây một bo. Ở sau lưng 2 bo. 2 4 6 7 9 bo. 9 bo thì hai bo này nó còn tươi nhưng mà nó chưa có lên nè, mình trùm lại nè. Một bo rớt nè. Bo này nó rớt là nó khô liền ha. Thấy không? Rồi vậy thì 9 bo mà sống được 8 ha, cũng khá là ok chứ không đến nỗi tệ ha. Và đây là sau 5 ngày mình mở bọc ha, thì những cái bo còn lại nó đã ra lá rồi nè. Chỉ có cái bo mà mình ghép áp ở giữa thân á, thì nó chưa có ra lá nhưng mà nó vẫn còn tươi ha, còn hy vọng. Và rớt một bo mình tháo bỏ rồi. Thì vậy là mình ghép 9 bo ha, còn 2 bo nó đang chưa có bung, và 6 bo thì đã ra lá rồi. Đây.
Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách mà ghép áp vào thân cây mai ha. Ghép áp trực tiếp vào thân mẹ luôn. Đây, bên này ra lá đầu kia rất là xum xuê ha. Rồi, hy vọng là các bạn xem cái video này và có thể thực hành thành công ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Và nếu mà bạn nào thấy cái video này của mình hữu ích thì vui lòng bấm cho mình một cái nút like. Và nếu bạn nào chưa có đăng ký thì bấm nút đăng ký kênh ha. Và nhớ bấm luôn cái chuông để mà theo dõi kênh của mình. À, thì mình ra video mới nó sẽ thông báo cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.